Ba Lan à? Capari. Oh. Tốt luôn. Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các ơ cao trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ác tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi, và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì kênh của mình đã được bật tính năng hội viên, hay còn gọi là tính năng supporter. Nếu anh em tham gia làm hội viên của kênh mình với chi phí chỉ là 30.000 một tháng, thì anh em sẽ được nhận huy hiệu của hội viên. Và mỗi khi anh em comment trên các cái live stream của mình thì nó sẽ nổi bật hơn, giúp mình dễ dàng tương tác hơn. Ngoài tính năng hội viên ra thì anh em cũng có thể ủng hộ cho mình bằng cách sử dụng tính năng super chat và super sticker để donate trực tiếp trên những cái buổi live stream của mình. Đấy, con Jayco hôm nay mới được chơi này. Con này thì xem rất nhiều anh em chơi rồi. Nay mới được đụng vào. Đánh đầu với lại dứt điểm bén nhỉ. Không thể nghĩ là Đức lại thua được, mà thực sự là cái thế trận hôm qua của Đức rất là trên cơ so với Nhật Bản. Hiệp 2 nó lại toác như vậy. Nó hơi ná ná quả kèo ác hen anh em nhỉ, cũng ăn pen. Ăn pen cơ. Ăn quả pen hiệp 1 xong rồi sang hiệp 2 đứt. Nó đau lòng. Zico. Zico MC8 anh em này. Ui sời ơi, một tình huống xử lý cá nhân quá hay của Zico, mình không nghĩ là có thể xử lý pha bóng vừa rồi. Mkhitaryan. Đây rồi, không được. Zeko, một tình huống làm bóng quá hay ở Capari. Tốt luôn, Murky. Zeko không được. Rất tiếc có Zeko trong tình huống vừa rồi. Tốt luôn Rudiger. Oh. Tốt luôn. Không nào. Thầy cô tiếp tục nào. Quả này thì xin đi, làm gì có chuyện ăn quả thứ ba nữa. Mình thấy đá một thời gian thì thích con nào bỏ con đấy vào chơi thôi, chứ không cần team color gì đâu. Nói thế chứ thực ra là nếu mà anh em búp được những cái team color mà nó cộng rất nhiều các cái điểm chỉ số chung một cái, ví dụ như thể lực này hay là tốc độ này đấy, thì những cái điểm đấy là rất dễ là để anh em thấy là vào trong game nó có khác bọt thật, chứ không phải là không cộng nó không có ý nghĩa gì. Anh em đã team liver rồi anh em sẽ hiểu cái cảm giác đấy. Cafu. Zeko. Tình huống không chiến rất hay của Zeko. Rồi, Asito. Zeko, một tình huống không chiến ngon của Zeko tiếp. Murky. Đây rồi, một tình huống DD rất là ngon của Murky. Được đấy. Con này xâm nhập có vẻ tốt hơn là phối hợp nhỉ. Phối hợp hơi bị chậm. Cốt cô Paris. Đây rồi, tình huống chạy chỗ rất khôn của Capari.
Castor. Capari rất hay nhá. Phải ghi rất nhiều bàn với những tình huống mà chọn vị trí đánh đầu cắt mặt như vừa rồi. Chiều cao thì không hay nhưng mà khả năng đánh đầu băng cắt và ý rất ok. Tích chậm lắm. Mà tích đón mấy quả bóng 2 này không bật ra luôn được. Nhìn cái tầm kiểm soát bóng của mình nhìn hơi bị thấp. Hết tình huống bóng. Tiếp tục là Zeko. Rất tốt luôn. Zeko mấy quả thắt xuống dứt điểm rất là ok. Chân con này dứt điểm tín đấy. Zeko là được không? Tốt luôn Murky. Huống dướn bóng rất tốt của Murky. Thằng bùa thường bao giờ cũng dễ mua hơn mà. Rất tốt luôn Capari. Ba la nào. Capari. Siêu phẩm của Capari. Xoài. Quá là kỹ viện. Đáng đồng tiền bát gạo chưa. Đấy rồi, xin nhá. Under. Tỷ số đẹp nhá. Tốc độ tăng tốc dứt điểm. Khả lực sút hơi đuối tí đấy. Chí. Chuyền ngắn tầm nhìn tạt bóng của mẹ toàn diện mãi nổi ra. Không phải gọi là Eusebio của team Italia. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.